Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở về với channel của mình. Và hôm nay đây là mình chia sản phẩm và mình sẽ phục hồi lại chiếc Samsung J7 Pro này. Tình trạng của máy là ông anh mình ở trong Thanh Hóa vừa gửi ra cho mình, tình trạng là máy va đập. Đây ạ, và mình đã bẻ đây ạ các bạn. Và trên tay mình đây là chiếc Samsung J7 Pro. Các bạn, chiếc Samsung J7 Pro mà đợt đầu mới ra thì là nó giá là 6.900.000 đấy, 90.000 đấy. Nó ngót 7 triệu các bạn, gọi là 7 triệu cho các bạn. Và mình hôm nay mình sẽ làm video như là thay màn và sang vỏ con này cho ông anh của mình. Và đây mình đã mua cái vỏ J7 Pro. Vỏ này mình mua là vỏ zin, hình thức là đẹp 98/99 đấy các bạn nhé. Đây mình sẽ lắp sang đây, và đây là khung của nó đấy. Đặt riêng này ra một bên. Và mình sẽ tháo chiếc Samsung, mổ xẻ chiếc Samsung J7 Pro với giá là 7 triệu đồng để ra xem bên trong có những cái gì. Và đây, thứ nhất mình đánh giá là màn hình. Màn hình với thiết kế màn hình AMOLED. Và màn hình này thì có giá là hiện tại bây giờ có giá là gần 2 triệu các bạn nhé. Cái đợt mới đầu ra thì các bạn toàn thay 2 triệu các bạn. Hầu như là ở đâu cũng thay hết 2 triệu. Và bây giờ nó sẽ giảm giá, hiện tại giá bây giờ thì sẽ có giảm nhiệt hơn rất nhiều các bạn. Với giá 2 triệu thì cứ gọi là cả mình màn hình 2 triệu này. Mình sẽ bỏ riêng ở đây và cái mình sẽ bỏ màn hình ra, và còn phần này là khoảng 5 triệu. Và khay sim mình đã tháo ra rồi, và ốc ở đây thì mình đã cũng quại ốc ra cho nhanh rồi. Và mình sẽ cạy thiết bị Samsung J7 Pro ra cho các bạn xem. Mổ xẻ bên trong có 5 triệu có những cái gì. 5 triệu này bên trong còn thích xem là còn những cái gì nữa không. Đây, thứ nhất là mình vỏ là thiết kế rất chắc chắn, không như mấy dòng máy đâu rồi, vỏ nhựa như mà pha gang cái nhôm đấy, rất chắc chắn, nhôm rất chắc chắn, thiết kế nhôm rất chắc chắn. Đây là các cái khung, là khung nhựa ngoài là nhôm. Với những con máy bây giờ cấu hình bây giờ rẻ tiền thì mình thấy cái vỏ đó cũng kém lắm, không được như những cái vỏ Samsung J7 Pro này. Và đây là cái vỏ này, là vỏ về xương này, là mình theo mình thấy đánh giá là cũng quá là ok, chắc chắn và đắt đấy các bạn nhé. Thì thiết kế ra một cái này là cũng không phải rẻ đâu. Chi phí cho một Samsung J7 Pro này thì theo mình thì bên Samsung họ cũng không được bao nhiêu đâu các bạn nhé. Làm ra một phần cũng khá tốn kém đấy. Công sức họ làm ra hoặc là công ty. Và đây là pin. Đây là pin Samsung J7 Pro. Và pin là rất to như pin iPhone 6 16S. Nhưng mà thấy mình dung lượng cái này, dung lượng mình sẽ đọc dung lượng của cái này 4.4V. Và dung lượng của pin là 3600 mAh. thì không thấy cái dung lượng dung tích pin bao nhiêu. Mình thì không thấy dung tích ở đây. Các bạn có thể tham khảo trên mạng cũng được. Và đây mình sẽ phần main. Đây là phần pin. Đây là phần pin này. Cái chặt của phần main mình sẽ tháo main cho các bạn xem nhé. Mình sẽ tháo pin sang mình sẽ tháo main Samsung J7 Pro ra cho các bạn xem. Đây, ở đây thì các bạn để ý là sẽ có hai con ốc này, ốc này. Mình sẽ tháo ốc này ra. Ốc đầu đi, tháo ốc này ra. Và mình sẽ đây cạnh chân pin ra các bạn. Phải làm từng bước một. Cạnh chân pin xong thì các bạn là cạnh main. Mình sẽ cạnh cáp đây xem nhé. Các bạn tí quên thì cáp này. Đây là cái main đây của Samsung. Phần còn lại thì phần vỏ mình đánh giá cho là 5 triệu. 5 triệu với pin chỗ này chắc là cũng phải đến, cứ do rơi 1 triệu đi. Phần này, vỏ này thì cho tầm 1 triệu nữa, là đây còn 4 triệu. 4 triệu thì vào cái main này. Đây thì cái main. Phần cam này, cam trước, cam sau này, còn là trên connect của mình này. Nhiều lắm, ổ sim này, lồng này,
và cái bo mê mình cảm thấy là rất chắc chắn đấy các bạn nhé. Đây các bạn có thể làm tùy ý đi. Bo mê là thiết kế rất chắc chắn, đây là chân sạc, chân tai nghe đấy. Các bạn nhìn thiết kế và máy là nguyên đét, chưa sửa chữa là móp mép gì các bạn nhé. Chân sạc thiết kế rất chắc. Đây các bạn đây tập quan của main là Samsung G7 Pro. Nó đắt tiền ở chỗ cái main này thôi các bạn nhé. Chip main, RAM và công nghệ họ làm đầu tư hết vào cái tâm huyết vào đây. Đây các bạn thấy. Nói chung hỏng một cái gì trên này thì nếu mà Samsung hỏng nặng quá thì một là thay màn, hai là thay main thôi. Còn những bệnh nhẹ nhẹ thì cũng có thể làm được vào u hay vào gì có thể. Hoặc là rớt nước nặng quá thì các bạn có thể thay main hoặc là thay màn hình. Hỏng đâu thay đấy, rất dễ, không như iPhone các bạn. Samsung thì main Samsung thì rẻ hơn iPhone rất nhiều. Và hôm nay mình sẽ chuyển sang cái mình sẽ bỏ tặng bỏ màu vàng này ra. Và mình sẽ chuyển sang bộ màu đen này. Đây nhé, và mình sẽ chuyển sang bộ màu đen. Mình sẽ lấy bộ màu vàng ra xem cái màu vàng có những cái gì không. Vàng thì không có gì. Có chuyển loa zoom sang rồi. Cáp hôm mình còn thiếu cáp hôm. Rồi cáp hôm mình sẽ lắp sau. Và mình sẽ chuyển sang cái này sang bộ màu đen. Có pin này thì mình sẽ đào cái pin này ra. Đây nhá. Pin Samsung G7 Pro này. Đấy. Rất chắc chắn. Pin thì trâu bò hơn iPhone rất nhiều. Mình đánh giá pin Samsung nó rất cao. Gửi cho các bạn ạ. Rất tiếc là dùng là thiết kế đã rất gãy cho các bạn, rất cao mình. Ôi giời, chắc thế. Ôi giời. Cũng gãy luôn rồi các bạn ạ. Mình thấy nhựa rất trắng nhưng mà sao mình bẻ rất ghê gãy rồi các bạn. Ôi giời. Vâng ạ. Và để tháo một chiếc pin ra thì mình đã phải toang hoang ba cạnh này. Để đáng như nếu mà mình tháo bằng thứ nhất là mình tháo bằng nhiệt này, mà thứ hai mình tháo bằng nước coi như là để sóc keo pin này ra thì nó không, mình sẽ không bị vỡ bộ phận này. Thôi đã vỡ chót vỡ rồi thì cho nó vỡ luôn đi. Mình sẽ bỏ đi luôn. Đằng nào cũng vứt đi mà. Cũng không làm gì. Mình sẽ là cái pin này cho phẳng tí. Để pin đưa vào chỉ bằng thôi. Để mình sẽ lắp main vào. Cam không còn hút mình bao nó cũng liền, sợ thật. Nào mình sẽ vặn ốc bên vào, đây là ốc bên này. Rồi mình sẽ gắn pin vào. Đây, pin này mình đã gắn rồi. Và mình sẽ lắp cái nút home, gắn nút home. Đây các bạn, nút home này. Nút home G7 Pro rồ này. Mình sẽ gắn vào. Nút home này là có cả vân tay đấy các bạn nhé. Nhưng mà Samsung G7 Pro, với dòng con Samsung Android thì mình có thể nút home có thể thay thế được mà vẫn có vân tay. Riêng với iPhone thì đã xác định là hỏng nút home thì chỉ có mất cái giá trị của máy là bao nhiêu tiền thì các bạn. Đâu mình phải nới lỏng cái main này ra để nhét vào cho nó dễ.
Bây giờ mình mà mạnh tay thì cái này mỗi nốt mình sẽ lần vào cho nó dễ, mình sẽ mạnh nó vào. Vâng, được, mình đã gắn xong phần pin này, cáp ôm và bên vào trên máy rồi. Mình sẽ vận ông lọc cúc chặt quá nó bị bố bên để và mình đã vận xong rồi. Và mình thế đấy là mình sẽ vào một chiếc con máy đèn này. Mình sẽ lắp main vào vỏ đây là của mình đã gần thành xong. Nó xin vào đây ạ. Chúng ta bây giờ mình sẽ lao dắt vào. Với ốc Samsung này thì mình thấy thiết kế là họ thiết kế là rất chắc chắn nhé. Thiết kế là rất chắc chắn. Với các bạn mà người dùng thì với các bạn mà có máy móc hỏng thì các bạn có thể gửi về bên mình để bên mình xem là có phục hồi được không, hay là có thay thế gì, hay là có để đổi máy móc gì cho các bạn. Dù các bạn có nhiều máy hỏng ấy, thì các bạn có thể gửi về bên mình để mình sẽ lọc sàng lọc và mình sẽ đổi cho các bạn một con khác. Nói chung là tương đương với cái giá sàn của các bạn đổi cho mình. Và các bạn người dùng thì không, với cái dòng iPhone các bạn có thể tự tháo ra vọc vạch hay là những cái máy hỏng từ vọc vạch được. Còn những với Samsung mà mấy cái con máy mình đang dùng bình thường thì các bạn không nên tự làm như mình nhé. Đến tự làm như mình thì các bạn phải mất kiến thức bao nhiêu. Thứ nhất là mất tiền. Nói chung là mất tiền. Mất tiền ngu, đúng không? Còn mình làm đây thì mình làm đây đến mình làm đây mình còn ở đây không phải như các bạn này. Nên các bạn làm là cứ phải chứ đừng tự xáo Samsung này ra mà vặn như các bạn nhé. Samsung thì không phải như dòng gì đâu mà thích mà vặn đâu các bạn nhé. Đến như mình làm tầm này đây mình cũng bị sợ đây. Không rất nhiều, vặn đau hết cả tay. Với các bạn chưa quen có thể mỏi tay các bạn. Như iPhone rất nhẹ nhàng. Đây vậy mình thiếu một con ở đây. Mình đang phải tìm một con xem bay nhảy đâu. Rồi mình sẽ lấy tặng con chỗ khác và vào cho nó đủ. Đây mình sẽ vừa tặng con ốc ở khu khác sang. Để mình vào đủ cho nó gọn. Phần nào gọi phần đấy. Vâng. Và mình đã lắp ráp xong con Samsung J7 Pro này. Và còn màn hình thì hôm nay mình chưa lấy được, mình chưa ráp bạn có xem được. Và màn hình thì đơn giản thôi các bạn, mình chỉ việc vấn lại cái này lên.
Đây, lại cái đèn này. Mình sẽ cầm cái banh này, anh mình cũng đồng. Còn phần màn hình thì ví dụ như màn hình thì mình chưa đi có thời gian mình đi mua được. Và màn hình thì các bạn chỉ lắp ở đây. Và các bạn lắp như này và các bạn lắp vào dán keo. Ví dụ keo như này thì các bạn dán keo vào có thể là xong. Và đấy. Và xin chào tất cả các bạn ủng hộ cho mình nhé. Các bạn thấy hay thì các bạn nhớ subscribe giúp kênh giúp mình nha. Xin chào tất cả các bạn.